Xin chào tất cả các bạn, mình là Lâm Anh và rất vui mừng được gặp lại các bạn ở trong buổi thứ ba của bộ môn Google AdWords. Trong buổi thứ ba này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về việc phân tích, đánh giá cũng như là tối ưu một mẫu quảng cáo nó sẽ như thế nào. Đầu tiên đó là mình sẽ nói về phần là hiệu chỉnh quảng cáo ha. Các bạn vào trong trang là adwords.google.com. Đây là giao diện tổng quan của tất cả các chiến dịch. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào tất cả chiến dịch. Xong, chúng ta sẽ bấm vào tab chiến dịch ha. Thì đây là tất cả các chiến dịch mà chúng ta đang chạy. Bây giờ nếu mà các bạn muốn hiệu chỉnh lại bất kỳ chiến dịch nào thì chúng ta sẽ bấm vào chiến dịch đó ha. Chiến dịch mà mình mới vừa tạo đó là khóa học marketing online. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một số điểm. Thứ nhất đó là về phần từ khóa. Trong trường hợp mà chúng ta đã chạy rồi và chúng ta muốn thêm một vài cái từ khóa mới vào thì chúng ta sẽ vào trong cái chiến dịch khóa học marketing online ha. Xong rồi bấm vào trong nhóm quảng cáo và kế tiếp nó sẽ về là tab từ khóa. Trong phần từ khóa này các bạn sẽ bấm vào chỗ là cộng từ khóa. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào một cái từ khóa mới, ví dụ như là khóa học marketing online ngắn hạn, khóa học marketing online không có dấu, hoặc là khóa học marketing online thành phố Hồ Chí Minh không có dấu. Rồi ok, thì đây là việc là thêm vào bổ sung một số từ khóa vào trong cái chiến dịch của mình. Sau khi hoàn thành các bạn bấm vào nút luôn. Các bạn có thể thấy được ở đây là mình đã thêm một số từ khóa mới này nè. Kế tiếp là về phần quảng cáo. Như mình đã có nói trong video clip trước thì nếu như các bạn muốn thay đổi một số cái thay đổi cái thông điệp quảng cáo của mình thì các bạn chỉ cần bấm vào trong cái thông điệp quảng cáo. Các bạn nhớ lưu ý là đừng có bấm vào dòng chữ màu xanh này nha. Nếu bấm vào dòng chữ màu xanh đó thì nó sẽ trở về cái link chính của mình luôn, cái link URL cuối cùng. Rồi các bạn bấm vào cái chỗ màu chữ màu xanh lá cây hoặc là bấm vào chữ màu đen, hoặc là tốt nhất là các bạn bấm vào cái nút cây viết và chỉnh sửa. Sau khi mình đã chỉnh sửa xong thì các bạn là lưu quảng cáo mới. Đó là về phần từ khóa và quảng cáo. Phần thứ ba mình muốn nói đến đó là về phần nhân khoa học. Thì đối với một chiến dịch hay đối với một cái nhóm quảng cáo nào đó thì cái sản phẩm của bạn không lúc nào là phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Thì ở trong cái phần nhân khoa học này các bạn có thể chỉnh sửa lại cái phần độ tuổi, loại trừ nó ra bằng cách là tích vào trong này. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình là sẽ dao động từ 25 cho tới 54 thôi, thì mình sẽ tích bỏ vô 18 là 54 ha, 55 ha, 55 64, 55 tuổi trở lên và không xác định. Mình sẽ chọn 4 cái đó và mình sẽ bấm vào chữ chỉnh sửa, loại trừ khỏi nhóm quảng cáo. Rồi như các bạn có thể thấy được ở trên giao diện này thì 4 độ tuổi đó đã bị loại trừ khỏi nhóm quảng cáo rồi. Tùy vào cái sản phẩm dịch vụ của các bạn mà các bạn hãy điều chỉnh lại sao cho phù hợp nhất nha. Phần thứ tư mà mình muốn nói đến đó là về phần từ giá thầu của từ khóa. Bây giờ có một số trường hợp đó là các bạn không thể điều chỉnh lại được cái giá thầu CPC tối đa này. Nguyên nhân là vì sao? Thông thường nguyên nhân đó là do trong cái phần cài đặt của mình là về phần đặt giá thầu á, các bạn là chọn về chế độ là đặt giá thầu tự động thì Google AdWords nó sẽ tự động thay đổi giá thầu, làm sao mà mình có thể đạt được cái nhiều nhấp chuột nhất, nhiều chuyển đổi nhất, hay là về nhắm mục tiêu hứa hẹn vân vân. Thì để có thể thay đổi được cái đó thì các bạn phải vào trong cái chiến dịch của mình. Các bạn bấm lên trên chỗ chiến dịch khóa học marketing online ha. Các bạn chọn về bên cái tab chỗ đặt giá thầu. Thì thông thường là các bạn sẽ chọn là về một cái thay đổi. Nó sẽ thuộc về một cái chiến lược giá thầu nào đó. Thì để có thể thay đổi lại được cái chiến lược giá thầu, các bạn bấm chữ thay đổi chiến lược giá thầu, bấm vào trong cái dấu mũi tên. Thì các bạn thấy được ở đây cái danh sách ha, là chiến lược giá thầu tự động sẽ có rất là nhiều. Thì các bạn chọn về CPC thủ công và nhớ là bỏ tích, không chọn bậc CPC nâng cao nha. Rồi sau đó là lưu lại. Thì bây giờ vô trong cái nhóm quảng cáo của mình và vào trong khóa học marketing online. Thì bây giờ các bạn có thể thay đổi lại được, sửa lại được cái CPC đó ra
ví dụ mình chọn nó là 3.000, rồi cái này mình chọn cho nó là 2.500 đi. Rồi các bạn có thể thấy được ha, là mình đã thay đổi được cái phần là CPC nó ra rồi. Bây giờ mình sẽ nói về việc là điểm chất lượng của một từ khóa nó sẽ như thế nào ha. Ví dụ mình vô trong cái chiến dịch tìm kiếm này của mình ha, là bán hàng online hiệu quả. Đây là chiến dịch mà mình đã chạy và mình đã có một số cái kết quả thu về. Như các bạn có thể thấy được, bây giờ ở đây là giao diện, đó là giao diện từ khóa ha. Thì có rất là nhiều từ khóa ở đây. Tổng cộng có 29 từ khóa, mình nhấp vào đây nha, có 29 từ khóa. Thì bây giờ điểm chất lượng của nó là như thế nào? Thì các bạn sẽ chọn vào cái chỗ chữ trạng thái. Và các bạn nhìn thấy đây, đó là điểm chất lượng. Thì điểm chất lượng nó sẽ bao gồm là 3 yếu tố. Thứ nhất đó là tỷ lệ nhấp dự kiến ha, mức độ liên quan ha, cũng như là trải nghiệm trang đích. Để có thể đạt được điểm tối đa, các bạn phải đạt được mức là trên trung bình đối với cả ba yếu tố này luôn. Làm thế nào để có thể đạt được trên mức trên trung bình đối với cả ba yếu tố này? Đầu tiên nói về tỷ lệ nhấp dự kiến. Tỷ lệ nhấp dự kiến này nó sẽ đánh vào cái việc là các bạn viết thông điệp quảng cáo như thế nào. Các bạn viết một cái thông điệp quảng cáo mà nó hấp dẫn, nó sử dụng những cái từ ngữ nào mà theo xu hướng, hoặc là nó đưa ra nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi, thì cái người mà họ search trên Google á, họ thấy được cái thông điệp quảng cáo đó và họ sẽ có xu hướng click vào trong cái quảng cáo của mình nhiều hơn. Thì từ đó cái tỷ lệ nhấp dự kiến mà Google AdWords nó đánh giá là sẽ được đạt mức là trên trung bình. Cái yếu tố thứ hai đó là mức độ liên quan của quảng cáo. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái sự liên quan giữa cái từ khóa với cái quảng cáo nó như thế nào ha. Như các bạn có thể thấy ở đây là cách bán hàng online hiệu quả là mức độ liên quan là trên trung bình ha, bán hàng online hiệu quả trên trung bình luôn, cách bán hàng online hiệu quả nhất lại đạt mức độ trung bình. Thì các sự khác biệt ở đây đó là cái chữ nhất. Rồi các bạn nhìn ha, bây giờ mình sẽ chuyển về cái mẫu quảng cáo ha. Các bạn nên thấy được ở đây là mình không có cái từ nhất ở trong cái mẫu quảng cáo này, ở trong cái thông điệp quảng cáo này đó. Thành ra là cái mức độ liên quan của quảng cáo là cái sự liên quan giữa từ khóa mà các bạn đang chạy quảng cáo và thông điệp quảng cáo của các bạn. Vì vậy á, mình có lời khuyên á, là nếu như mà các bạn muốn đạt được điểm cao, điểm chất lượng cao á, thì các bạn cần phải có các từ khóa nào mà các bạn đang chạy á, là tốt nhất là các bạn phải có nằm ở trong cái thông điệp quảng cáo của mình. Đó là về mức độ liên quan. Cái thứ ba đó là về phần là trải nghiệm trang đích. Trải nghiệm trang đích này nó ý nghĩa là khi mà một người dùng, người tìm kiếm trên mạng Google á, họ bấm vào trong cái quảng cáo của mình và họ được đưa về cái trang đích, về cái website của mình á, thì lúc đó nó sẽ tính hai yếu tố nữa. Thứ nhất đó là về traffic, đó là số lượng người đổ về cái trang của mình. Cái điều thứ hai đó là thời gian họ ở lại trang. Hai yếu tố này, yếu tố traffic thì mình sẽ không nói nữa, nhưng mà về yếu tố là thời gian lưu lại trang, điều này nó bị ảnh hưởng bởi đến là nội dung, hay được còn được gọi là cái content của các bạn. Các bạn viết bài sao cho nó hiệu quả, sao nó cho nó thu hút, hoặc là đưa ra nhiều cái tip, những cái mẹo nào đó hữu ích cho người đọc, thì họ sẽ cố gắng họ đọc lại, họ đọc cái bài viết của mình, và từ đó là cái thời gian ở lại trang của họ sẽ tăng lên. Và theo kinh nghiệm chạy Google AdWords của mình á, thì thời gian ở lại trang vào khoảng tầm 1 phút cho tới khoảng 1 phút rưỡi á, là lúc đó là cái trải nghiệm trang đích của các bạn sẽ đạt mức độ là trên trung bình. Đó là một số điểm mà các bạn cần lưu ý đến. Có một vài cái ví dụ như là các bạn có thể thấy ở đây, đó là mình có cái vị trí trung bình của từ khóa. Thì cái vị trí trung bình này các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt ha, giữa những cái này. Ở đây là 1.1, 1.1, 1.3, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6. Nhưng mà cái cách bán hàng online hiệu quả thì nó lại đạt vị trí trung bình, đó là 3 chấm. Thì vị trí trung bình này nó là vị trí của quảng cáo của bạn khi người ta search ra cái từ cách bán hàng online hiệu quả. Điều gì ảnh hưởng tới nó? Có hai yếu tố ảnh hưởng đến vị trí trung bình của một mẫu quảng cáo ha.
Thứ nhất đó, đó là về phần giá thầu của các bạn. Giá thầu của các bạn càng cao thì vị trí của các bạn càng cao. Và yếu tố thứ hai đó là về điểm chất lượng. Ví dụ như mình nói là nếu như mình đặt giá thầu cho cái này là 3.000 và điểm chất lượng của mình đó là 10/10, thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể hiểu được nó sẽ tốt hơn là các bạn việc là đặt giá thầu lên tới 4.000 hoặc 5.000 nhưng mà cái điểm chất lượng của bạn chỉ đạt là mức 5/10 thôi. Vì vậy các bạn hãy cố gắng là cải thiện điểm chất lượng của mình càng cao càng tốt. Như trong trường hợp này á, thì điểm chất lượng của mình á, nó đã đạt 10/10 rồi và vị trí trung bình của mình á, vẫn đạt là 3.0 thôi. Thành ra là lúc đó mình sẽ chọn là mình sẽ cải thiện về CPC tối đa, lúc này mình sẽ tăng lên là 3.000 đồng và mình sẽ đợi xem lúc mà chạy quảng cáo á, người ta sẽ nhấp vào thì cái vị trí trung bình này nó sẽ thay đổi như thế nào và từ đó mình sẽ điều chỉnh lại sao cho hợp lý nhất. Như vậy đó là mình đã nói về phần điều chỉnh quảng cáo, phân tích một hộ quảng cáo đã chạy cũng như là việc tối ưu làm sao để các bạn có thể đạt được vị trí cao trong việc là chạy quảng cáo. Thì mình muốn tổng kết lại trong cả ba đoạn video clip mà mình đã làm. Trong đoạn video clip đầu tiên thì mình đã nói đến phần phân tích từ khóa, thì các bạn đã có được cái bản danh sách từ khóa và các giá thầu, sự cạnh tranh cũng như là số lượng người tìm kiếm trong một tháng nó sẽ như thế nào. Và từ đó, từ cái bản đó, các bạn có thể là lựa chọn những cái từ khóa nào chạy cho nó hợp lý nhất. Cái buổi thứ hai hay video clip thứ hai thì các bạn đã biết cách là tạo, thiết lập cũng như là chạy một mẫu quảng cáo nó sẽ như thế nào. Trong buổi thứ ba hay video clip thứ ba thì mình đã nói về việc là điều chỉnh quảng cáo, phân tích nó cũng như là tối ưu nó một cách tốt nhất. Mình hy vọng rằng là cái series video clip về chủ đề Google AdWords này sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc chạy quảng cáo cũng như là có thể là phát triển thương hiệu của mình lên. Rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong các series về các bộ môn sau này. Xin chào và hẹn gặp lại.